chào tất cả mọi người chào mọi người. quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là ẩn được tin nhắn ở trên cái ứng dụng zalo nhé mọi người nhé à, mỗi khi chúng ta nói chuyện với cả bạn bè của chúng ta chẳng hạn đó và chúng ta muốn cái đoạn chat của chúng ta à, nó được bảo mật nhé mọi người nhé thì ở đây mình à, có một cái nick zalo khác của mình thì bây giờ mình sẽ à, hướng dẫn mọi người là cách để chúng ta có thể là ẩn tin nhắn nhé mọi người nhé rồi thì à, ví dụ như ở đây mình sẽ lấy cái điện thoại khác của mình mình nhắn tin vào nhé đây mình nhắn tin này alo này rồi thì lập tức là chúng ta hoàn toàn có thể là xem được tin nhắn luôn đó đây mình nhắn lần nữa này rồi mình kích vào đây này đó thì cũng ra tin nhắn luôn nhé mọi người nhé rồi ở trên cái chiếc điện thoại của các bạn uh, thì chúng ta sẽ tìm đến cái người mà chúng ta muốn ẩn tin nhắn nhé mọi người nhé ở đây thì mình sẽ ẩn cái tin nhắn của mình luôn đó chúng ta sẽ kích vào cái tin nhắn uh, mà bạn đang nói chuyện với cả người đó nhé mọi người nhé mình sẽ kích vào cái phần là ba gạch này rồi các bạn sẽ kéo xuống cho mình À, chúng ta sẽ kích vào cái phần là ẩn trò chuyện cho mình nhé, mình sẽ kích vào phần ẩn trò chuyện này. Rồi lúc này chúng ta cần phải đặt một cái mã pin cho cái cuộc trò chuyện này, thì chúng ta kích vào cái phần là đặt mã pin nhé. Lúc này các bạn đặt mã pin thì chúng ta cần phải là nhớ cái mã pin của các bạn nhé. À, nếu mà không nhớ mã pin thì uh, chúng ta sẽ không xem được lại nhé mọi người nhé. Rồi, ok này, mình nhấn vào đóng này. Rồi bây mình sẽ thử lấy cái điện thoại của mình, mình sẽ nhắn tin sang cái link zalo khác của mình nhé em mình sẽ nhắn tin nhé. Đây mình ấn vào alo này. Rồi lúc này hoàn toàn không có thông báo luôn. Và lúc này cái kính nút này nó sẽ hiện lên màu đỏ. Thì các bạn cần nhớ là những hai bạn đã ẩn tin nhắn. Rồi đây thì mình sẽ điền cái từ khóa để mình tìm cái link của mình nhé. Rồi mình kích vào này. Đó lúc này lập tức là phải yêu cầu cái mã pin và các bạn phải có mã pin. Thì chúng ta mới xem được cái nội dung tin nhắn nhé mọi người nhé. Đó và nếu mà các bạn không muốn ẩn tin nhắn đi nữa thì chúng ta sẽ kích vào cái phần ba gạch này. Đó và chúng ta sẽ tắt đi nhé mọi người nhé Mình nhấn vào hiện này. Rồi ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là ẩn được tin nhắn ở trên cái ứng dụng Zalo. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và ích thì trong mình mai đăng ký nhá và chia sẻ video giúp mình.